Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay chúng mình sẽ quay lại với bài vẽ một chú ong nhé. Một chú ong đáng yêu và chăm chỉ nào. Đầu tiên chúng mình sẽ vẽ đầu cho chú ong này. Một chiếc đầu tròn xoe. Các bạn vẽ một hình tròn nhé. Tiếp đến chúng mình sẽ vẽ mình cho bạn ong nè. Thân này. Bây giờ là khoảng đuôi của bạn ấy. Trên đuôi thì sẽ có những vằn màu đen, màu vàng đúng không? Mắt nào, hai chiếc mắt tròn. Chiếc miệng xinh xắn nào. Chiếc râu cong trên đầu. Bây giờ chúng mình sẽ vẽ cánh cho bạn ong nhé. Tiếp đến là những chiếc chân. Mỗi bên 3 chiếc tổng. Đó, như vậy là chúng mình đã được bạn ong đáng yêu rồi đây. Bây giờ chúng mình sẽ tô màu cho bạn ong nhé. Các con có thể thỏa sức sáng tạo màu sắc của mình hoặc cũng có thể tô theo giống cô cũng được nhé. Ví dụ đầu của bạn này chúng mình sẽ tô màu vàng, yellow. Thân mình là màu đen này, black. Tiếp đến vằn, đây là vằn vàng, vằn đen, vằn vàng, vằn đen, vằn vàng. Chân cũng là màu đen này. Đôi cánh thì chúng mình có thể tô màu trắng trong hoặc là chúng mình sẽ thể tô màu xanh ra trời làm nổi bật đôi cánh của bạn ấy lên. Chiếc miệng xinh xắn thì chúng mình sẽ tô màu đỏ nhé. Con ong là gì nhỉ? A bee. Con ong. Ok. Hẹn gặp lại các bạn nhỏ vào bài vẽ hướng dẫn vẽ lần sau nhé. Bye bye.